Bibi. Bà đút không em rồi. Nào. Anh ấy. Không ăn à. Không ăn thôi nhá. Rồi rồi. Nào rồi bà đút mà qua ăn đâu. Ngồi ghế em ơi. Rồi. Ngồi. Đang ngồi buồn đấy. Sao? Sao buồn không vậy? Cái ca ăn đi nè, cái ca ăn đi nhá. Bi ăn bằng của Bi luôn đi. Bi không ăn đâu. Nghe ra mệt mỏi
Ăn đi, BB không ăn đâu. Đi ngồi ở đây tại ghế đi không cần rồi tại tập bếp nhé đi chúng đây thì người đi cũng đã vào rồi cái đây cũng nhé chỉ cần vào đi chạy đâu rồi đó đó cửa phòng đây đi ơi sao đấy? Nào con đi ngồi. Buồn à? Giận ba hả? Nào buồn. Rồi. Buồn nhá. Giờ ba xem nào. Ba bảo Vi ăn cháo, Vi không ăn rồi ba cho Vi cái cha ăn rồi Vi giận ba. Rồi giận ba. Tại con nhớ con ngon cháo mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xong cái là chạy chơi đi. Ba xem bụng nuôi cho nào. Uống hộp sữa ấy, cái bánh mì rồi. Thua rồi. Giờ chơi đúng không? Không được buồn bang ấy chứ à. Nào, làm gì đấy? Nào, ba mấy cái này sẽ không chơi nhá. Hai bằng ba thì chơi. Rồi, cà cà thì chơi rồi chứ không có là ba ba. Ba 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 ba. Nghe chơi đúng rồi. Nghe chơi. Đâu rồi? Thank you.